Xin chào quý vị khán giả, chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình VBA năm nay với trận đấu giữa Đà Nẵng Dragons và Nha Trang Dolphins. Nha Trang Dolphins vừa có được thắng lợi đầu tiên khi vượt qua Hà Nội Buffalo, còn Đà Nẵng Dragons đang là một trong những đội thể hiện nhiều ấn tượng tích cực. Vị trí hậu vệ dẫn bóng của Đà Nẵng Dragons vẫn sẽ là Brian Nguyễn cùng với hai ngoại binh là Davison và Max Allen. Trận derby ở khu vực miền Trung đã chính thức bắt đầu và đợt tấn công đầu tiên sẽ được thực hiện bởi các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Brian Nguyễn, Marcus Davison. Brian Nguyễn ném ở góc 45 độ. Khởi đầu chưa tốt, chưa nóng máy nhưng có đi ba tấn công. Max Allen rất khỏe và điểm được tính cho Allen. Nguyễn Đường Quang Anh, Minh Hiếu, Max Allen. Allen pump fake hai nhịp, dứt điểm chưa thành công nhưng có rebound. Và lần này là bị bớt bởi Thâm nhưng vẫn là Allen. Không được rồi, pha thủ quá hay của cầu thủ Nha Trang Dolphins. Jenkins, Jenkins rất khỏe, Jenkins rất khéo và end one cho Jenkins. Thì Max Allen sẽ có rất ít khoảng trống ở phía trong. Vừa rồi chúng ta thấy 4 cầu thủ của có yểm trợ của Jenkins, Hoàng Phúc. Đây là Sơn Minh Tâm. Pha đột phá của Sơn Minh Tâm. Jenkins có cơ hội và tiếp tục là end one cho Jenkins. Nha Trang Dolphins đúng là đang tìm thấy công thức chiến thắng rồi. Chúng ta thấy cao thủ của họ chơi ăn ý hơn, những đường truyền ném pha tốt. Brian Nguyễn, vẫn là Brian, khó rồi. Tiến vào paint của Dolphins lúc này đang là một bài toán cực khó. Và một pha phản công đơn giản cho cao thủ Nha Trang Dolphins. Không có Allen ở trên sân và vẫn chưa được. Lại là Jenkins, không ai cản được Jenkins cả. Jenkins thấy rằng phía trước mình là hai nội binh nhỏ bé và không có lý do gì không đột phá. Tiếp tục là Minh Hiếu, vẫn không thành công, bóng lại hói ra ngoài. Thật khó tin, vâng, thật không thể tin nổi với những gì chúng ta đang chứng kiến. Davison, làm ơn, chạy bóng hãy đi vào sổ đi. Có điểm được ghi cho Allen và end one. Brian Nguyễn tiếp tục tình huống phản công, đường truyền quá đẹp và có block của Jenkins với Allen. Nhưng đó là lỗi của số 7. LeBron James từng chia sẻ là đôi khi có những tình huống hoàn toàn có thể lên rổ đơn giản nhưng The King vẫn úp rổ. Đó cũng là một động thái có thể giúp cho toàn đội lên tinh thần. Mọi pha luân chuyển bóng, những tình huống phối hợp hay, những pha kiến tạo đẹp mắt đều chẳng có ý nghĩa gì cả nếu bạn ném không chính xác. Dương Đức Chí, pha đột phá xuống đáy của Dương Đức Chí, truyền ra, vẫn là Nguyễn Đường Quang Anh. Pha lên rổ thành công và 4 điểm liên tiếp cho Quang Anh. 23-28. Tiếp tục có steal của Brian Nguyễn. Brian alley-oop và đó là cú úp rổ của Davison. Cháy. Dolphins cần ngắt mạch điểm của đối phương. Và đó là cú ném 3 vô cùng giá trị được thực hiện bởi MV Solo. Đà Nẵng Dragons đang kém Dolphins 6 điểm. Brian Nguyễn ném xa. 3 điểm từ Brian Nguyễn. Bang bang bang. Pha giao bóng rất tinh quái của Brian Nguyễn. Nhưng anh cũng không làm tốt việc giữ lỗi khi trung bình mỗi trận cầu thủ này mắc 4,5 lỗi. Pha để tuột bóng của Jenkins. Tình huống đi bóng cực hay từ Brian Nguyễn và đó là cú úp rổ từ Davison. Đây là Đà Nẵng Dragon mà chúng ta đã chờ đợi. Một đội bóng trẻ trung giàu năng lượng và đang mang tới những nét mới mẻ cho VBA năm nay. Cú đăng thứ hai của Davison. Bây giờ mà Đà Nẵng không còn Allen nữa thì còn biết hy vọng vào ai ngoài anh. Có pha cướp bóng của Đom Thầm. Quá nhiều lựa chọn cho Đom Thầm. Sức mạnh của Thầm và 2 điểm cho Đom Thầm. Và cũng không có điểm cho Quang Anh. Thái Quang lấy rebound
Vẫn là Thái Quang, handle rất tốt và đường truyền thuận lợi cho Michael Zenkin. Zenkin for the slam. Cú ném của Vĩnh Quang không chính xác, nhưng không sao cả. Zenkin nói rằng hãy để đó cho tôi. Một mình Đôn Thâm là đủ để phòng ngự. Mọi thứ đang ở trong tay Dolphin thật rồi. Zenkin tiến vào trong, Aero step và ok luôn. Lại có điểm cho Zenkin. Nguyễn Đức Quang Anh, cú ném xa không chính xác của Quang Anh. Thái Quang có rebound. Vẫn là Thái Quang dẫn bóng phản công. Thái Quang lướt đi quá mượt, dứt điểm không chính xác, nhưng đó lại là cơ hội cho Jenkins. Không còn quá nổi bật ở mặt trận tấn công khi mà năm nay Dolphins có Jenkins đánh hơi trùng màu, nhưng dấu ấn của Thâm trong đội hình của Dolphins vẫn là rất lớn. Và đột phá tốt của Marquis Davison. Cái biển lúc này đang là 15 điểm. Thái Quang, Sơn Minh Tâm tiếp tục đột phá vào trong. Chưa thành công thì đó lại là cơ hội cho Jenkins. Jenkins liên tục hứng được những rebound và ghi điểm từ các second chance. Davison, Quang Anh tiếp tục ném ở góc không. Cú ném chính xác của Nguyễn Đường Quang Anh. Một possession tấn công và đã câu được tới 3 lỗi của đối thủ. Brian Nguyễn, đây là Davison ở góc 45 độ và 3 điểm được ghi cho Marquis Davison. Trận đấu bỗng nhiên trở nên cực kỳ thú vị khi mà Dolphin bất ngờ trùng xuống. 69-61. Michael Jenkins xin bóng. Jenkins xoay người ném tầm trung, quá đẳng cấp. Cú ném lạnh như băng của Jenkins. Lợi thế trước khi bước vào hiệp 4 vẫn được giữ nguyên. Thái Quang, cú ném tầm trung của Thái Quang không có điểm, nhưng đây là cơ hội cho Evezolo. Pha bù rổ thành công. Vẫn còn khoảng 10 giây cho các thủ Dolphins. Thái Quang nhận yểm trợ từ Đom Thâm. Thái Quang lên rổ không chính xác, nhưng vẫn còn đó Đom Thâm. Đom Thâm xuất hiện kịp thời. 13 điểm, 8 turnover. Michael Jenkins. Jenkins truyền cho Thâm, không thể khác được, đó là 2 điểm cho Thâm. Và coi như là những lời khẳng định cho chiến thắng. Cú ném 3, Ebo từ Kylen Rowe. Jenkins dẫn đầu đợt phản công. Vẫn là Jenkins. Một cú úp rổ phải nói là tàn khốc của Jenkins. Không có thêm điểm số nào cả. Và 85-68 là tỷ số cuối cùng. Chiến thắng thuộc về cao thủ Nha Trang Dolphins. Đội trưởng Dominic Thâm và các đồng đội có được thắng lợi thứ 2 liên tiếp ở VBA. Và mùa giải vẫn còn rất dài. Dolphins đã trở lại đường đua. Và tất cả phải dè chừng.